con nói má nghe này nè. Má, má coi nè, trên báo á, khen con Thư mở lớp học ban đêm quá trời quá đất luôn. Vì vậy á mà khách mới kéo qua đó hết đó má. Cũng biết chơi chiêu ha. Được rồi, mày có chiêu á thì tao cũng có chiêu. Đúng rồi đó, đạp từ từ thôi. Dạ. Mày khéo khéo chút xíu nha. Dạ. Đúng rồi đó, cứ đạp từ từ là được. Cô Thư ơi. Dạ, chào cô. Tôi tới để báo cho cô hay là có hai má con bên kia đó, họ đang lên kế hoạch để hại cô nữa đó, nên cô phải cẩn thận nha. Cảm ơn cô, con biết rồi. Cô là chủ ở đây phải không? Dạ. Cô lừa tôi nè, mua mấy chục đồng bạc cái áo này, tôi chưa mặc là đã rách, đúng là đồ dởm mà. Ủa? Mọi người ơi, vô đây coi tiệm Mai Cầm Thư lừa đảo nè. Mọi người ơi, đừng có ngu dại mà bỏ ra mấy chục đồng bạc mua mớ giải rách này. Gì? Gì có chắc là cái áo này được may ở tiệm may của tôi hay không? Đúng, tôi mua hồi tuần rồi, định giặt rồi mới mặc. Tôi tính lấy ai giặt thì chưa gì đã rách rồi, đúng là lừa đảo. Kêu Fulit đi em. Dạ. Đền tiền đi chứ kêu Fulit làm gì? Thì do cô nói lừa đảo mà. Mà đã là lừa đảo thì chắc chắn phải có pháp luật xử lý, chứ đâu để người ta du quan như vậy chứ. Cô đừng tưởng cô quen với Fulit bỏ ra mấy đồng bạc để qua mặt khách hàng. Mọi người ơi, vô đây coi tiệm Mai Cầm Thư lừa đảo nè. Chào bà, chào cô. Như vậy tôi có thể khẳng định cái áo này không phải là của tiệm tôi may. Nếu như là khách hàng của tiệm may Thư đều biết, trên mỗi chiếc áo đều theo tên của tiệm may tôi ở phía bên trong. Chiếc áo này hoàn toàn không có. Thôi đi cô Thư, cô giỏi nhất là chặn họng người ta. Cô á, đền tiền cho người ta đi chứ. Để cho người ta bỏ tiền cao ra mua giải dởm thì tội nghiệp cho người ta lắm đa. Nếu như mọi người ở đây không tin, mọi người có thể nhìn kỹ chiếc áo này, hoàn toàn không có theo tên của nhà may Cầm Thư trong đó. Em đi gọi Fulit đi. Dạ. Dạ dạ dạ, xin cô tha cho tôi. Tôi nhận tiền của tiệm may cô Ba Huệ đến phá cô. Cô tha cho tôi. Em cứ kêu Fulit tới đây, người ta sẽ có cách xử lý ai là người đúng, ai có lỗi trong vụ này.